Thưa quý vị, dù đã có sự chuyển dịch sang sản phẩm chế biến, song với tỷ lệ chiếm chưa đến 10% tổng sản lượng xuất khẩu vẫn còn là một con số khá khiêm tốn. Và để gia tăng cà phê chế biến thì một trong những đòi hỏi lớn nhất là phải có thêm nhiều vùng nguyên liệu chất lượng. Dự án cà phê nông lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng do tổ chức phát triển Hà Lan triển khai trên địa bàn huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng những năm qua đã góp phần thay đổi tư duy canh tác cà phê của nông dân. Giờ đây thì bà con không chỉ quan tâm đến nâng cao năng suất mà còn chú trọng đến việc sản xuất cà phê bền vững. Vụ mùa thu hoạch cà phê Arabica ở xã Lát đã bắt đầu. Từ 4 năm nay, anh Y Cường đã biết chọn hái những quả cà phê đạt độ chín trên 95%. Thời gian thu hoạch cà phê vì thế cũng kéo dài 3 tháng thay vì 2 tháng như trước. Nhưng anh và bà con cửa họ ở đây đều cảm thấy vui mừng. Bà con biết hái lựa, rồi hái những cái quả chín có tỷ lệ độ đường là từ 18 đến 20%. À từ đó thì à, cái giá thành nó cũng đi lên. À, rồi là có tăng thêm thu nhập cho bà con thì bà con rất là mừng. À, bà con rất là phân khích cái chỗ đó. Khi mà tham gia tổ thì cái thu nhập nó nó ổn định hơn hoặc là cái cái giá trị thành phẩm mà bán cho các công ty doanh nghiệp đó, cao hơn so với trước đây. Toàn huyện Lạc Dương có hơn 500 hộ dân tham gia dự án. Riêng xã Lát đã thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững với khoảng 90 thành viên thực hành sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C với diện tích gần 300 ha. Tham gia vào tổ hợp tác, bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê bền vững, an toàn, đồng thời hỗ trợ máy sơ chế để nâng cao giá trị cà phê khi liên kết với doanh nghiệp. Hiện tại một số bà con mà người ta chưa đi theo cái chuỗi này, ấy là giá cà phê người ta rất thấp ví dụ như là người ta cả bán cà phê nhân thì hiện tại không khoảng 40 đến 50 nghìn một ký nhưng mà theo làm theo cái theo kiểu theo cái chuỗi cà phê bền vững này thì nó có lên cỡ 80 đến 100 nghìn một ký thì là chúng tôi cũng đang tập trung tuyên truyền cho cho ba con nhân dân để mà làm những việc này nhưng mà trước hết thì chúng tôi mong muốn là không phải một cái một công ty tám tin mà một số cái doanh nghiệp tại địa phương hoặc tức là hay là trong nước hoặc ngoài nước để hỗ trợ hơn cho nông dân ở xã đạt. Trung bình hàng năm, tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững ở xã Lát bán cho doanh nghiệp khoảng 600 tấn cà phê nhân với giá ổn định từ 10 đến 12 ngàn đồng một ký. Nhưng hơn hết là họ ý thức được giá trị của việc sản xuất cà phê bền vững có trách nhiệm.